Thầy Dạ. đặt thơ có thuốc không thầy? Những định đem trăng ra bán lại, mây ra thiên hạ cho người mua. Những định đem tình phân phối mãi, e rồi hổ thẹn người xưa. Những định đem thơ ra thế chấp, vay đời chút ít chỗ xu thừa. Rồi hết các bạn. Rồi chúng ta làm việc các bạn nha. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần thuốc giải biểu. Và nhắc lại, thuốc giải biểu tức là những cái thuốc dùng để đưa tà khí ở phần biểu ra khỏi cơ thể mình, con đường mồ hôi tức là phát hạ. Và nói chung nó có nhiều nhóm, nhưng mà chúng ta khảo sát chủ yếu hai nhóm chính đó là nhóm phát tán phong hàn và phát tán phong nhiệt. Nhóm phát tán phong hàn còn được là gọi là nhóm tăng ôn giải biểu, nhóm phát tán phong nhiệt thì là gọi là tăng dương giải biểu. Đó, chúng ta chú ý như vậy. Đương nhiên là cái thuốc này chỉ được dùng khi mà tà khí nó còn ở phần biểu thôi, đúng không? Chúng ta đẩy nó ra. Khi thâm nhập vào sâu hơn, đương nhiên chúng ta có những cái phương pháp khác, không dùng phương pháp này. Bây giờ chúng ta sang một cái nhóm thuốc mới, đó là nhóm thuốc ôn trung khử hàn. Nhóm thuốc trừ hàn hay là nhóm thuốc ôn trung tán hàn, tức là nó trừ cái lạnh lẽo, nó khứ cái lạnh lẽo ở phần lý, thì nó gọi là ôn trung hay là ôn lý trừ hàn, ôn trung tán hàn. Nói chung cái nhóm này nó có những tên như vậy. Với định nghĩa chung loại này, thuốc khử hàn tức là những cái thuốc làm ấm nóng, có tác dụng ôn trung, làm ấm bên trong á, khi nội hàn nó quá thịnh, cái bên trong nó lạnh lẽo quá, đúng không? Nó làm thông suốt kinh mạch, thông kinh hoạt lạc đó, ôn kinh làm ấm kinh, làm giảm đau. Và thêm một cái nhóm trong cái nhóm này nữa là hồi dương cứu nghịch. Phân loại thì căn cứ tính chất cũng như tác dụng của thuốc đó, chúng ta chia cái nhóm này làm hai nhóm nhỏ ra. Là thuốc ôn trung tức là ôn lý trừ hàn và nhóm thuốc hồi dương cứu nghịch. Hai cái nhóm này nó có dùng trong hai cái trường hợp bệnh khác nhau. Công năng chủ trị chung, thuốc ôn trung là có tác dụng làm ấm cơ thể, làm giảm đau do lạnh, kiện tỳ vị, hành khí, tiêu ứ tích, để tích trệ rồi ăn uống là không tiêu vân. Dùng thuốc ôn trung khi nội hàn quá thịnh, tỳ vị thanh gián bất thường, công năng vận hóa thì bị giảm sút, tức là ăn uống là chậm tiêu, ăn không tiêu, đầy bụng, chướng bụng vân á, do lạnh á, gây chứng hư hàn. Biểu hiện sắc mặt thường là xanh, riêu lưỡi thì trắng, riêu lưỡi mà trắng mà mỏng vân vân là đều thuộc hàn các bạn. Riêu lưỡi mà dày mà vàng mà hôi á đều thuộc nhiệt. Người ta nhìn là cái riêu lưỡi rất quan trọng, nó chẩn đoán được nhiều bệnh, cho nên đây là một trong những cái phép chẩn đoán rất quan trọng khi người ta quan sát cái hình thể của lưỡi tính chất của cái riêu lưỡi vân. Thường là mà nó trầm trì, để chúng ta chú ý này, mà nó phù là thuộc lý rồi, thuộc biểu rồi đúng không? Mà trầm là nghĩa là bệnh nó đã vào sâu trong, tức là bệnh thuộc lý rồi. Trì là lạnh hàn. Nếu mà trầm trầm sát có nghĩa là nội nhiệt quá đúng không, bên trong nóng quá, nhưng trầm trì là bên trong nó lạnh. Cho nên trường hợp này mình sẽ đi trầm trì đúng không. Nói chung là người thì nó lạnh lẽo mệt mỏi, chân tay lạnh, có thể tiêu chảy hay yếu phân sống, đau bụng quằn quại vân do lạnh. Đa số cái nhóm thuốc này thì thường có vị cay, mùi thơm, nên còn được là còn được dùng làm gia vị kích thích tiêu hóa không con. Các bạn vào khi vào bài rồi các bạn tắt cái micro các bạn.
Tụi tất cả cái mồn gì ở nơi các bạn nó vào đây hết. Tôi không dậy được. Thường thường những cái thuốc này nó có vị ấm, à, tính ấm mà vị cay thơm. Đó các bạn nào nó lên kén lên kén. Các bạn còn để micro tôi nghe ồn tôi không dậy cũng được. Phân tán. Đó các bạn tập trung thì chúng ta tắt micro khi nào bắt đầu tôi dừng lại hay cần hết bài hay cần hỏi ý kiến gì các bạn bật micro lên. Chị Lan hồi chị tắt mic cho chị ơi. Chị Lan tắt mic giùm em với chị Lan ơi. Thầy tắt mic tổng đi thầy. Tắt mic tổng đi, chừng nào ai hỏi gì cần bật lên thầy. Rồi chúng ta tiếp tục nè. Các bạn đều nên mở mic ra nữa. Có một bạn nào vẫn có cái để mic micro lạ kia. Thầy tắt mic tổng hết tất cả mọi người cũng được đó thầy. Thầy tắt mic trên máy của thầy. Tôi không biết hết mic chỗ nào. Zoom mới có chức năng đó anh Thoại ơi. Giờ chị Lan Hồ và chị Lan Hồ vui lòng tắt mic đi ạ. Chị Lan Hồ ơi. Sợ chị đang để máy chị làm gì đó. Để máy là chị dâu ấy. Khi mà ở trong phòng nó có cái tiếng ồn gì nó thu hết rồi đó là nó phát ra khó chịu lắm. Để em liên hệ với chị. Thường thường nhóm thuốc này hay được làm gia vị lắm các bạn. Ví dụ như là hồ tiêu, là sa nhân, là thảo quả, là nhục đậu khấu, v.v. Đều là những cái thuốc có khả năng nó kích thích tiêu hóa, đại hồi, v.v. Kích thích tiêu hóa. Cho nên ông cha ta hay sử dụng nó để mà làm gia vị cho một số cái thức ăn mà nó khó tiêu, nó lạnh lẽo, tính chất nó lạnh lẽo. Ví dụ như là thịt chó chúng ta phải có cao lương khương là riêng. Thầy cho chị Lan ra đi thầy ơi, tí để chị vào lại đi chứ sợ chị treo rồi đó, treo máy á. Chị Lan Hồ á hả? Dạ. Rồi được rồi. Thôi chúng ta tiếp tục thôi. Ông cha ta cũng nghiên cứu rất là kỹ đúng không? Khi mà dùng những thức ăn lạnh lẽo khó tiêu thì thường ta dùng kèm một cái vị thuốc có tính chất là ôn trung này nè, nó kích tiêu quá, ăn cho dễ tiêu, ngon miệng nhưng dễ tiêu. Trong nhóm này nó có nhiều vị thuốc như là đinh hương, sa nhân, cao lương khương, tức là riềng khô các bạn, can khương, gừng khô, vân vân. Đó là cái nhóm thuốc ôn trung tán hàn hay là ôn lý trừ hàn, vân vân. Những cái từ đó là thầy cho em hỏi ạ. Cái gì? Thưa thầy, hồi nãy thầy nói là thịt chó ăn với lại cam lương khương là có tính ấm đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì thịt chó là có tính mát à thầy? Cái gì cái tính mát? Thịt chó. Chó tính lạnh lẽo, khó tiêu. Lạnh lẽo, khó tiêu. Vậy thịt trâu thầy? Thịt trâu, thịt vịt. Thịt trâu tính nó mát hơn. Thịt vịt cũng mát. Cho mình cứ ăn với lại những cái gia vị nóng để cho nó dễ tiêu. Thì đúng rồi, thì thường nên ăn với gừng, nóng, nó dễ thịt tiêu. Thịt bò lắm. Sao thầy? Cho vịt bò. Thịt bò cũng vậy, người ta hay khứ tối là tối nó cũng thích lắm á.
đúng rồi, gia vị nói chung đều có tính ấm lắm. Dạ. Đa số hết á. Ví dụ như những thậm chí đến hành ngò cũng đều có tính ấm. À. Nó có chắc là nó khai vị, cái thứ tiêu hóa là làm ấm khai vị. Dạ, cảm ơn thầy. Cái nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc hồi dương cứu nghịch. Hồi dương tức là khi mà dương nó muốn vong đi các bạn. Khi mà dương nó hư đến mức mà nó còn một ít á, cái dương khí nó còn một ít nó sẽ đi. Thoát, ta gọi là thoát dương hay là vong dương. À. Trường hợp đó thì Tây Y nó gọi là trụy tim mạch, tức là tim nó muốn ngừng đập ạ. Trường hợp đó chúng ta gọi là vong dương hay thoát dương thì chúng ta dùng nhóm thuốc hồi dương cứu nghịch. Nghịch đây có nghĩa là những cái bệnh nó cấp tính, bệnh nó gần cấp cứu, ta gọi là nghịch, nghịch chứng, nghĩa cái bệnh nó cấp bách. Khi mà tim nó muốn ngừng đập, trụy tim mạch thì mạch coi như bắt không được, gọi là trầm vi muốn tuyệt. Nhưng mạch đi rất nhỏ, rất trầm, nó muốn không còn thấy nữa. Nên chúng ta có thể bắt mạch không còn. Đo áp là huyết áp tụt về không. Người thì lạnh, bắt đầu lạnh ngắt. Tôi đã nói rồi, cái hóa của dương, của tâm nó rất là quan trọng. Nó cung cấp toàn bộ cái năng lượng cho cơ thể chúng ta sống. Cho khi mà tâm á, mà cụ thể là tim á, nó hoạt động được bình thường ổn định á, là chúng ta thấy người nó ấm áp dễ chịu, đúng không? Sắc diện rồi nó hồng hào, người nó minh mẫn, nó có thần sắc. Nhưng mà tim chỉ cần ngừng cái là lập tức người chúng ta sờ vào người nhau thấy lạnh như nước đá liền, lạnh ngắt tái liền, phải không thầy? Người tim ngắt từ cái thần sắc thất thần, người như một xác chết liền. Chân tâm nó hóa nó rất quan trọng. Cái thận dương mà nó suy thì chưa có nghĩa gì, không thấy có biểu hiện gì. Bây giờ nếu các bạn ra xem một người anh là thận dương anh hư, làm sao chúng ta nhìn thấy được? Nó biểu hiện như bên ngoài đó. Chẳng qua anh liệt dương rồi gì bên trong, từ từ chúng ta tìm hiểu mới biết. Nhưng mà tâm hỏa nó văng đi hả, nó hư thì thôi chứ chúng ta không cần phải nhìn nữa hả? Lập tức biết liền. Cho nên cái chứng trị tim mạch tức là vong dương này rất nguy hiểm, thì chúng ta có cái nhóm thuốc nên để nó kéo cái phần dương khí đó lại, nó giữ lại cái phần dương khí còn trước đỉnh mong manh đó. Tại vì giống như cái ngọn đèn treo trước gió nó giữ lại, thì cái nhóm thuốc này gọi là hồi dương cứu này. Cái tác dụng lấy lại phần dương khí đã bị suy giảm hoặc khi trị tim mạch đó, thoát dương do hàn tà nhập lý gây triệu chứng là sắc mặt xanh nhợt, tay chân lạnh nhất đó, mạch nhỏ yếu muốn tuyệt, ta gọi là mạch trầm vi muốn tuyệt. Ngoài ra còn có tác dụng là giảm các cơn đau nội tạng do lạnh, đau dữ dội do lạnh vân vân, nôn mửa dữ dội do trúng hà. Nhóm này bao gồm có hai vị thuốc duy nhất thôi là phụ tử nhục quế, và cũng là hai cái vị thuốc có tính đại nhiệt duy nhất trong toàn bộ cái đông dược chúng ta học. Có nghĩa chúng ta học những cái thuốc ôn là ấm, nhiệt là nóng thì nhiều. Thế nhưng riêng chỉ cái hai vị này là tính đại nhiệt, chứ không phải nhiệt nữa. Rất nóng đó. Rất nóng thì nó dùng trong trường hợp hồi dưỡng cứu nghịch. Nhục quế thì không phải là đắt tiền, nó cũng rẻ tiền à, chứ không phải đắt gì đó. So với các thuốc thì nó là thuộc loại trung bình rẻ, trong phụ tử là độc, có độc. Nhưng hai cái vị thuốc này lại nằm trong bốn cái thuốc quý, ta gọi tứ quý của đông y. Đó là sâm nhung quế phụ. Sâm nhung nó bổ mạnh, không nó đắt tiền, nó quý đã đành rồi. Nhưng quế phụ hai cái thứ thuốc rẻ tiền độc nữa, nhưng lại cũng là thuốc quý, thì vì nó mới hồi dương được. Chỉ cái hai thằng này đóng vai trò hồi dương được thôi. Trường hợp trị tim mạch thôi chịu thua, không có thuốc mấy nhân sâm lúc bổ khí của đồ gì không còn tác dụng gì nữa, phải hồi dương ngay. Thì lúc đó anh nhập quế phụ tử. Vì vậy nó nằm trong bốn cái thứ thuốc quý là vì thế. Bây giờ chúng ta đi vào các vị thuốc điển hình. Thứ nhất là cái nhóm mà ôn trùng tán hàn, tức là ôn lý trừ hàn. Chúng ta có thứ nhất là đại hồi. Ta dùng cái quả chín của cây đại hồi, phao sấy khô đi. Cái đại hồi có tên khoa học là Illicium verum, hạ hồi Illiciaceae. Đây là đặc sản của các tỉnh biên giới phía Bắc, nhưng đặc sản nhất, đặc trưng nhất là Lạng Sơn. Tức là hồi tốt nhất là hồi Lạng Sơn. Nó là một loại hương liệu có giá trị kinh tế khá cao, cho nên nó là một trong những cái cây trồng thay thế cây thuốc phiện.
để mà đồng bào dân tộc bắt họ phá cây thuốc phiện, chúng ta có những cái cây để thay thế để họ có các kinh tế họ mới chịu. Thì nếu họ sống đói nghèo họ lại trồng thuốc phiện trở lại thì thuốc phiện bán được mà là thỏa mãn cơn nghiện. Có một thời gian ở những vùng như là Lòng Chảo, Điện Biên rồi các bạn, Lai Châu rồi vân, cái dân tộc đó họ trồng thuốc phiện không, cho nên đàn ông đó 80% là nghiện thuốc phiện. Thì sau khi mà trừ phá cây thuốc phiện á, muốn để họ tái trồng lại, nuôi trồng lại thì chúng ta phải dùng những cây khác hoặc là dùng những sinh kế khác để họ theo thì họ mới không có tái. Không là họ nghèo, họ đói là đương nhiên họ trồng nó nghiện nhiều. Cái hồi này nếu như cái mùa ra hoa đó mà, các bạn đi rừng hồi nó có cái mùi thơm trời, rất lãng mạn. Nếu bạn nào có hò hẹn ở dưới những cái khu vực rừng hồi đấy vào ban đêm thì mùi nó bắt nhá, mùi mùa ra hoa. Nó còn có một loại hồi núi độc. Cái hồi này á nó là một loại quả quả tụ, có nghĩa là quả nó phát triển từ một hoa có nhiều cái lá nõn rời nhau, cho khi nó thành cái quả thì chúng ta có quả tụ. Nếu các lá nõn mà liền nhau chúng ta có quả đơn. Còn nếu như hoa mà tạo thành từ một cụm hoa đặc biệt chứ không phải từ một hoa như dâu tằm rồi chẳng hạn thì đó là ta gọi là quả kép, thì đó là một loại quả tụ. Thường nó có 7-8 đại chỗ ra, trong mỗi đại đó tức là một lá nõn đó nó có một nõn tức là một hạt bóng lưỡng. Đây là một trong những hương liệu rất đắt tiền, khá đắt tiền, cao cấp đó. Ngày xưa nó từng có những cuộc chiến tranh mà có bọn thực dân nó xâm chiếm cái vùng thái ở châu Á Thái Bình Dương các bạn, nó gây ra những hai cái cuộc chiến tranh lớn. Thứ nhất là chiến tranh Nha Phiến để giành giật cái thị phần mua thuốc phiện, buôn bán thuốc phiện chủ yếu thực dân Anh. Dạ thầy ơi, thầy ơi, các bạn đang chờ thầy cho vô nhóm mà thầy. Sao không thấy tín hiệu hả? Các bạn dạ, có ứng. Bạn đó mới nhờ. À đó rồi, ok. Thấy có một người. Dạ, rồi. Cảm ơn thầy. À bạn Lan dạ. Đó hả? Phải không? Các bạn nhớ tắt dạ bạn vô nhóm. Rồi, ok. Dạ, cảm ơn thầy. Thực dân Anh là chủ yếu nó gây các cuộc chiến tranh để giành giật cái thị trường mua thuốc phiện. À. Còn thực dân Hà Lan, Tây Ban Nha thì nó lại gây ra một cuộc chiến tranh gọi chiến tranh hương liệu để nó giành quyền mua các cái hương liệu này. À. Trong đó đại hồi cũng là nằm trong số đó. Pháp nó có chế ra một cái loại rượu từ cái đại hồi, cái hồi này ta gọi là rượu anis, thằng này nó có tác dụng khai vị rất hay. Đại hồi thì vị cây tính nhiệt, quy kinh can thận thì vị, công năng nó là khử hàn, khử hàn là chính, cho nên đau bụng do lạnh tất cả cái gì mà phần lý nó bị lạnh thì chúng ta dùng để nó khử hàn. Chúng ta chú ý là nếu mà tà nó còn ở phần biểu, tức là mạch đã đi phù, chúng ta chỉ có giải biểu, chỉ có một chương thuốc duy nhất là giải biểu, đúng không? Chúng ta vừa học rồi. Nhưng mà khi nó vào lý rồi, lý có vấn đề, chúng ta xử lý ở cái phần trong thì chúng ta có nhiều nhóm thuốc khác nhau. Các bạn chú ý. Trong đó cái nhóm thuốc mà chúng ta học đầu tiên là nhóm khử hàn đấy. Trường hợp mà lý bị hàn thì thằng này nó khử hàn, cho nên nó là cái vị thuốc điển hình nằm trong nhóm này. Nó ôn trùng. Thành nát kiện tỳ, những người tỳ vị mà suy nhược yếu, ăn uống không được, ăn uống không ngon miệng, ăn không tiêu không quăng thì thành nát kiện tỳ, cho tiêu thực được. Có thể tiêu hóa làm cho ăn uống dễ tiêu hóa, ăn uống thấy ngon miệng. Vì vậy người ta giá lấy cái hoạt chất của nó thành phần chính là tinh dầu, nó rất là hàm lượng tinh dầu rất cao đấy, các bạn, 9-12%. Thành phần chính của tinh dầu nó là aneton. Nó có tự tiêu hóa, cho nên người ta dùng nó để làm cái rượu khai vị. Khai vị tức là uống vô ly trước khi ăn á, ăn thấy ngon, ngon miệng. Ta gọi đó là khai vị. Bây giờ những người sang sang có tiền là người ta hay uống rượu vang trước khi ăn cơm, người ta uống ly vừa vừa để mà ăn cho nó ngon miệng, vân vân. Đó là rượu khai vị.
Thì thằng này là số 1 trong cái nhóm để mà sản xuất rượu khai vị này. Thờ Pháp nó có khai vị chỉ ẩu, đó là cầm nôn à, trường hợp mà nôn đồ bụng lạnh lẽo nôn đồ nhiều, dùng trong trường hợp mà đầy bụng rồi lõm giảm khó tiêu à, nôn mửa. Ngoài ra nó giải độc cho những cái thức ăn mà tanh lạnh rồi đó, ăn cái gì đồ lạnh rồi mà không tiêu, như vậy chính đó nó cũng có tác dụng sát trùng. Ví dụ như khi mà chúng ta ăn cái gì mà để nguội ngậm á, tức là có khả năng vi khuẩn xâm nhập vô hả, như là con salmonella, tức là thương hàn rồi đó, con shigella tức là con lỵ rồi đó, cholera là tức là con tả rồi, không, các cái vi khuẩn này xâm nhập. Chúng ta hay dùng từ là ngộ độc thức ăn, thì thằng này nó giải độc trong trường hợp như vậy đó. Như vậy nó có tính kháng sinh, có thể nó diệt các cái loại vi khuẩn thâm nhập vào, có thể gây ngộ độc thức ăn và giải độc thực tiêu đó. Những người âm hư hóa vượng không dùng, tại tính thằng này nhiệt nóng rồi, mà những người âm hư nghe cái âm là làm mát cơ thể mà, làm mát cơ thể, dương làm ấm cơ thể. Cái khi âm hư nó không đủ sức làm mát thì cái hỏa, cái lửa, cái nóng nó bốc lên, ta gọi âm hư hóa vượng. Những người như thế mà chúng ta uống những cái đồ nóng nó vô nữa là thôi, âm nó càng hư, hóa nó càng vượng lên rồi chứ, đúng không? Âm hư hóa vượng có nghĩa là cái trường hợp này bị nhiệt rồi, đúng không? À, bị nhiều mà chúng ta đút cái thuốc nhiệt cho nữa nó sẽ phát cuồng phát điên luôn. Nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng mà. Cái hồi này thì hiện giờ ở các tỉnh biên giới phía Bắc hầu như là hạ trồng khá nhiều. Thậm chí là nó có giá trị mức là cái bọn Trung Quốc các bạn. Họ đi thám tính nhà nào mà trồng cây hồi là họ đem tiền đến đặt cọc trước để khi mà họ thu mua, họ ưu tiên nhà họ thu mua, đúng không? Gây như vậy đó. Cái hoa hồi khi mà nó nở ra nó có cái mùi thơm trong không khí, tinh dầu nó bay ra trong không khí, mùi thơm bát ngát dễ chịu lắm. Lá nó thì họ dày, các bạn thấy cái quả nó là 8-9 đại trở ra như này hả? Đây, đó. Như hình sao, mùi thơm đó. Cho nên nếu như các bạn mà ngâm rượu uống thì các bạn chú ý này, nó thơm, nó ngon lắm, cái mùi nó rất là hay. Thế nhưng chúng ta không thể dùng nhiều được. Thế nhưng lít rượu chúng ta bỏ 1-2 cắn thôi thì còn uống được, bỏ nhiều nó hóc không uống được. Hay nấu thức ăn gì cũng vậy, phở là phải có vị này các bạn, vì nó nằm trong ngũ vị hương mà. Đại hồi nó nằm trong ngũ vị hương. Trong cái năm loại hương ở ngũ vị hương phải có đại hồi, phải có thảo quả, phải có sa nhân, phải có nhục đậu khấu, đinh hương và nó tạo ra cái mùi đó. Và phải có một chút đại hồi này nó mới ra mùi phở được. Các cái mùi mà thức ăn á, đặc biệt nấu với cái gì mà càng tanh, càng mỡ đồ nhiều thì phải càng có các cái gia vị nè. Cho nó là một trong những gia vị được ưa chuộng dữ lắm, tắt tiền. Ngâm rượu cũng vậy, mà nấu cũng vậy. Ví dụ như chúng ta tầng bồ câu đó, cái thang thuốc đó chúng ta nên bỏ vào cánh đại hồi rồi vậy là được. Chứ nếu bỏ cả cây quả nó vô là khi hết không uống, không ăn được. Nó nồng dữ lắm, mùi nó mạnh. Vì hàm lượng tinh dầu rất là cao. Nó rồi đinh hương, thảo quả rồi nhập đậu khấu là cái hàm lượng tinh dầu nó cao lắm. Nó chú ý. Chúng ta vị thứ hai là đinh hương. Chúng ta dùng nụ hoa sắp nở, chưa nở, sắp nở của cây đinh hương. Cái thằng học Eugenia Caryophyllata, thằng là thuộc họ Simiatase. Rất tiếc là cây này chúng ta không có, chúng ta vẫn phải nhập, chủ yếu là nhập từ Sri Lanka, Ấn Độ rồi các bạn, các nước châu Phi. Nhưng mà chúng ta thường là nhập các cái dược liệu này đều thông qua Trung Quốc. Trung Quốc nó nhập của người ta rồi chúng ta nhập lại Trung Quốc. Trung Quốc là một cái thị trường dược liệu khổng lồ, còn Việt Nam chúng ta chỉ là một chút xíu. Các bạn tưởng tượng là này, thí dụ như đáng xâm chẳng hạn, thì nếu như chúng ta làm thuốc như ông Lan mà thuộc loại trung bình á, ít khách đồ cũng không phải gì ghê gớm, thì ít nhất một tháng họ cũng dùng vài ba ký đáng xâm. Một ông thầy thuốc mà nếu có hành nghề bình thường á, dù không đông khách gì lắm thì cũng ít nhất một tháng cũng dùng được vài ba ký đáng xâm đó.
thì các bạn thử tưởng tượng những cái ông mà đất khách thậm chí ngày một tháng cái giờ dùng 30-40 kg đáng xâm là chuyện bình thường. Vì đáng xâm bây giờ nó thay thế hầu hết các tòa thuốc có tên nhân sâm, thì người ta dùng đáng xâm thay thế là chính. Như vậy thì chúng ta tưởng tượng rằng cái đất nước chúng ta, riêng đất nước chúng ta dùng bao nhiêu cái ký đáng xâm hàng tháng của Trung Quốc. Mà đất nước chúng ta thực ra là không phải là cái đất nước dùng thuốc bắc nhiều đâu các bạn. Đài Loan, Hồng Kông mới là nhiều. Không qua. Và các bạn có đi tận cùng thế giới đến Sudan hả, đến Argentina vân, bất kỳ chỗ nào các bạn muốn mua bao nhiêu đáng xâm là lập tức có ngay, nó cung ứng đầy đủ. Các bạn lên vùng lạnh nhất của Canada, các bạn muốn mua tấn đáng xâm lập tức là đặt hàng cái là hôm sau đem đến đi. Các bạn thấy Trung Quốc nó cung ứng dược liệu kinh hoàng như thế, cho nên dược liệu là gần như giá cả là Trung Quốc không chế hết. Có những mùa mà lụt ở những cái vùng mà người ta trồng nhiều bạch chỉ mà giá bạch chỉ nó lên vùng vụt gấp 10 lần. Bây giờ các bạn ra ngoài thị trường các bạn mua kim ngân, kim ngân bây giờ đang nóng hàng lắm, tại vì cái dịch này nó tác dụng nó tiêu độc tốt, cho nên giá ra kim ngân bây giờ lên triệu mấy ký, bình thường nó chỉ còn vài 300.000 thôi, đắt lắm rồi bạn, kim ngân bắc á. Đến khi mà cháy hàng là nó lên dữ dội, giá thành Trung Quốc nó không chế hết giá cả toàn thế giới luôn. Các bạn ở Mỹ đồ gì ở đâu mà cần đặt bao nhiêu, các bạn tưởng tượng như cái vị thuốc thuyền thối, các bạn biết thuyền thối là cái xác con ve sầu thoát không bỏ ra đúng không, nó nhẹ như rất nhẹ, người ta thấy trung bình một ký nó phải đến 20.000 cái xác ve sầu đó mới đủ 1 kg. Như vậy mà các bạn ra ngoài hải thượng lâu, các bạn muốn mua mấy tạm cả tấn rồi dựng văn, các bạn chỉ cần đặt hàng một vài ngày là nó cung ứng đầy đủ thuyền thối liền vậy đó. Nó làm công tác dược liệu hay như vậy, còn chúng ta thì không được như vậy. Chúng ta là cái dân phá là chính, chúng ta phát hiện được ở trên rừng núi có cái vị thuốc gì có giá trị bán được ra tiền là lập tức bán như Trung Quốc trong đồ, bán ở đâu đó mà có tiền là chúng ta lên đào phá hết tiền, không vài tháng là tuyệt chủng. Họ nuôi trồng dược liệu hay lắm, bảo vệ. Nên hương nó nụ hoa sắp nở các bạn. Nói chung khi cái bộ phận dùng là nụ hoa đó, thì thường là chúng ta dùng cái nụ hoa sắp nở, chưa nở nhưng mà nó sắp nở. Chiều kim ngân hoa, chiều hòe hoa, đinh hương vân. Còn một vài cái đặc biệt thì thí dụ cúc hoa thì cái hoa nó nở hoàn toàn, chúng ta thu. Còn hồng hoa là hoa nó sắp rụng, sắp tàn thì chúng ta mới thu. Đó, riêng những vị đặc biệt thì chúng ta chỉ cố gắng nhớ. Còn đa số nếu đã dùng hoa thường là nụ hoa hết. Thằng này về cây tính nhiệt, thằng này cũng tính nóng hùng đó hả? Tương đối nóng nhiệt nhiều. Quy kinh tỳ vị, nó còn ôn trung làm ấm bên trong, cho nên nó giảm đau, những cơn đau bụng hay là cơn đau nội tạng do lạnh đó. Chứ chúng ta đi gặp thời tiết lạnh rồi về ăn cái ăn đồ lạnh chẳng hạn, không kịp hâm chúng ta ăn đại đồ lạnh vô đau bụng quằn quại, đau bụng da lạnh là kinh hoàng lắm các bạn. Đau đau vá mồ hôi, mặt xanh lè. Thị trường hồi đó chúng ta dùng thằng này rất hay, điều trị những bệnh đau bụng da lạnh vân vân, kèm theo bụng đầy trướng hả, tiêu chảy, những lúc đó tiêu chảy không ngừng các bạn, giờ rót rót cho lạnh nó nguy hiểm, thì mấy cái nhóm này, mấy cái vị thuốc này rất hay. Chính vậy cho ông cha ta là họ nghiên cứu cũng kỹ lắm, họ cứ dùng những thứ này một chút để mà họ làm gia vị để kích thích tiêu hóa, để trị cái trường hợp mà bị lạnh hả. Rồi giải độc, như tôi nói thằng này cũng có khả năng là giải độc trong cái trường hợp ngộ độc thức ăn. Các thứ ăn tanh lạnh đó, ăn vô đó nó nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, chúng ta dùng nó. Thì cũng tương tự như thằng những thằng nhiệt này, đều những người âm hư hóa vượng thì không dùng được. Uống vô sao? Âm hư hóa vượng chúng ta phải dùng cái đồ mát hả. Cây này là cái cây nhỡ, họ nhà sim cho nó cao, nó giống như cái cây mà mận mà trong trong Nam này các bạn, ngoài Bắc gọi quả voi, trong Nam mình gọi quả mận, vì mấy anh này là cùng một họ với nhau đó.
họ nhà sim hết á. Khi mà nó ra cái nụ hoa, nó chuẩn bị nó, cái nụ hoa này thâm trở lại, nó đang đang xanh 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 xanh, nó tự nhiên nó thâm, thì đó là chuẩn bị nó nở thì chúng ta thu là vừa. Khi mà phơi rồi á, khi chúng ta là thu cái nụ hoa chúng ta phơi rồi, nó khô, nó nâu nâu, nó nhìn như cái đinh ấy, mà có mùi thơm, cho nên nó có tên là đinh hương. Hoặc chất chính của nó, của tinh dầu thằng này là eugenol. Người ta dùng cái eugenol này trong cái nha khoa rất nhiều, tại vì nó có khả năng nó tổng hợp lên xi măng hàng răng, xi măng để gắn cái răng dính lại đó các bạn. Và nó cũng được dùng nhiều trong cái lĩnh vực kỹ nghệ hương liệu, mùi thơm. Một cái anh điển hình nữa là thảo quả. Chúng ta dùng quả chín của cây thảo quả. Tên học Amomum aromaticum. Thằng này thuộc họ gừng Gingiberaceae. Nếu nói về họ nhà gừng này, chúng ta có những cây như nghệ này, như gừng, như riềng, đúng không? Thảo quả này. Thì cái anh mà eo uột, yếu ớt nhất là anh nghệ. Anh to con, nhìn lá đồ lớn hơn gừng, nhưng mà lá đồ mềm mại eo uột, sức sống đồ nó yếu hơn. Nếu chúng ta trồng gừng với nghệ thì gừng nó lấn anh nghệ được, nhưng mà riêng thì nó dữ dội hơn, mọc thành bụi to, cây đồ lớn, sức sống nó mạnh mẽ. Cho nên chúng ta mà trồng chung gừng với riêng thôi, rồi riêng nó lấn hết, gừng không sống nổi. Nhưng anh thảo quả này còn dữ dội hơn nữa. Anh này phát triển dữ dội lắm. Cây to, cao, mọc thành những cái bụi cao, tính thậm chí hơn 2 mét, 2 mét vậy đó các bạn. Ở những vùng dân tộc mà chúng ta phá cây thuốc phiện mà nãy tôi nói đó, thì cây này là một trong những cây thay thế. Thì giá trị kinh tế thằng này cũng cao, cái quả nó cũng có giá trị. Nó làm là trong cái công nghệ thực phẩm rồi, nó có chất bảo quản thực phẩm nữa. Các bạn thấy là những cái nem chua đồ này kia, tại sao người ta bỏ chút riềng đồ vô? Là vì nó có chất bảo quản, nó có thể diệt khuẩn được. Thì thằng thảo quả này cũng vậy. Nem chúng ta, nem sống mà chúng ta muốn để lâu rồi, còn phải có chút riềng, chút tiêu vô, đúng không? Thì để mới lâu được, vì nó có chất bảo quản, tức là nó có chất chống vi khuẩn. Thì cây này là một cây mà người ta trồng thay cây thuốc phiện đó, khi sau khi phá bỏ ta trồng. Có những cái đa số các bạn lên những vùng đó thì các bạn thấy đi dọc cái hai bên đường đi vào rừng đó, ta hay trồng hai bên đó. Nó mạnh đến mức độ nhiều khi nó lấn, nó sống lấn luôn cả những cây cổ thụ trong rừng các bạn, nó làm cho rừng dần dần chết dần, nó lấn dần, ghê vậy. Cho nên thậm chí có những giai đoạn phải phá bớt đi, không để nó phá hết rừng, nó lấn hết rừng luôn, nó mở rộng diện tích nó ra. Cây này có sức sống rất mạnh, quả thì nó lên từ phía, nói chung quả họ nhà gừng này đều mọc lên, thì cuốn mang quả mọc lên từ gốc, từ dưới gốc, từ cái thân của nó là ở dưới đó. Toàn bộ họ nhà gừng này đều là thân rễ, tức là nằm dưới đất, dưới đó mới là thân. Cho nó mọc cụm hoa lên rồi nó thành quả, quả nó to dài hơn cái quả sa nhân rất nhiều. Khi phơi khô rồi nó sẽ nhân nhân thành những đường gấp nếp này, vỏ rất dai. Khi dùng chúng ta phải sao rồi phải bóc vỏ bỏ đi, lấy cái nhân hạt bên trong để dùng thôi. Sa nhân thì chúng ta có thể dùng cả vỏ cũng được, nhưng mà nếu như thảo quả chúng ta để ta không sao rồi bỏ vỏ, bóc vỏ bỏ đi thì nó sẽ gây đầy bụng, uống sẽ gây đầy bụng. Cho nên sa nhân thảo quả chúng ta phải dùng cái nhân, không vỏ phải bỏ đi. Vỏ nó rất là dai, chúng ta phải sao mới bóc được. Thằng này còn ôm trung tán hà, cũng chỉ thấp, giảm đau da bụng, bụng lạnh rồi, chữa đau dạ dày. Thằng này nó thiên và chữa đau dày hay hơn những cái vị vừa rồi. Đau dày do lạnh rồi,
hoặc là xa dạ dày rồi, vân vân. Nó kiện tỳ tiêu thực, nó làm tỳ vị mạnh lên, ăn uống đồ dễ tiêu hả? Tiêu hóa đồ kích thích tiêu hóa, trừ ác nghịch, tức là nôn mửa dữ dội hả, ác nghịch nghĩa là nôn mửa dữ. Chúng ta có hai từ để chỉ những cái trường hợp mà nôn mửa đồ nó có chất cấp bách hả? Nặng nề, đó là ác nghịch nghĩa là nôn, nôn dữ dội, nôn liên tục là ác nghịch. Còn hắc loạn, hắc loạn cũng là nôn dữ dội, nhưng mà dưới thì trên nôn mà dưới thì dễ chảy, ta gọi trên mửa dưới gì đó, thì người ta dùng từ hắc loạn. Các bạn chú ý để mà phân biệt cái nôn mửa nam nhiều. Nó là một trong những vị thuốc nằm trong cái các cái phương thang để trị sốt rét mà có lạnh nhiều. Để đơn giản thì thí dụ các bạn gặp trường hợp sốt rét thì chúng ta cứ dùng than bổ trung ít khí các bạn để điều trị. Trường hợp mà nóng nhiều hơn rét thì chúng ta bổ xài hồ lên, xài hồ nhiều lên. Còn trường hợp mà lạnh nhiều hơn nóng, lạnh là chính, thì chúng ta chủ yếu dùng thảo quả, ta gia thêm thảo quả đó, điều rất hay hết. Cho nên các cái than thuốc mà trị sốt rét là thằng này gần như là cũng đầu bảng, nó như bình lan, thằng hạt câu rồi hả, thường sơn vân vân, là những vị thuốc làm chủ trong các cái bệnh đó. Những người mà không có hàn thấp thì không dùng. Cái bệnh đau dày da lạnh thường thường nó có, nó nói chung đó là trường hợp như xa dạ dày các bạn. Các bạn chú ý nè, cái đau dày giờ nó phổ biến quá đi. Trên khi nói đau dạ dày là người ta hay dùng các thuốc mà chữa chủ yếu là viêm loét dạ dày tá tràng, đúng không? Nhưng mà viêm loét dạ dày tá tràng thường nó có đặc điểm kèm theo, tức là ăn no quá cũng đau, cũng đau nhiều, đói quá cũng đau nhiều, đau có ở chua, ở hơi ở chua, đau bỏng rát, thậm chí là nó trào ngược lên, nó gây viêm loét cả thực quản. Nhưng có một số trường hợp nó xa dạ dày, tức là đau dạ dày, dạ lạnh á, xa dạ dày á, thì nó lại có cái triệu chứng khác. Người những anh này thường là nó xanh xao tím tái. Những anh hoạt động mà cơ bắp nặng á, dần dần nó khí rồi nó hư quá, nó chạy xuống làm xa dày xuống. Xa dày nó đau dữ. Đặc điểm của xa dày là nó bình thường nó không thấy đau, ăn uống no cũng đau, đói cũng đau vậy đó. Nếu mà người khỏe mạnh bình thường á thì nó không có thấy đau vậy đó. Nhưng mà khi người yếu mất sức độ, cái vận động mất sức quá, thì những người họ cuông phát nè, những anh sửa xe rồi anh vặn ốc vặn đồ, anh vặn cái lực nhiều luôn, anh đau quằn quại, đau lạnh, đau toát mồ hôi luôn à. Nhưng nó qua khi nó lại không xa xuống nữa, nó có vẻ nó bình thường lại, thì là thấy cả tháng không thấy đau gì hết trơn, không đó, ăn uống là thấy bình thường, không thấy đau gì hết trơn. Đột ngột thỉnh thoảng nó có những cơn đau như thế thì đó là đau da xa vậy. Mà khi nào xa trẻ xuống, chúng ta cũng dùng than bổ trung cái khí để nâng đỡ nó lên, đúng không? Cho nên là ngày xưa có những người thậm chí là anh chỉ dùng mỗi than bổ trung cái khí anh trị đủ thứ bệnh hết. Than đó mà chúng ta biết da giảm dùng trong nhiều trường hợp rất hay. Chứ còn trường hợp viêm loét dạ dày thì không dùng mấy cái đèn thay được, đúng không? Nhưng mà nếu trường hợp mà đau dạ da lạnh, xa dạ dày vân vân thì thằng này rất hay. Người không có hàn thấp, tức là không có lạnh nào, không có ẩm, không có lạnh thì không dùng thằng này được, phải gọi hàn thấp. Các bạn thấy cái cây thảo quả này to con đó, to. Cái quả nó khi phơi khô rồi nó lớn gấp 2, gấp 3 lần cái quả sa nhân các bạn. Và nó dài dài, nó hình như cái túi này, chứ không phải là nó như tròn tròn như sa nhân. Đó. Cái bình cuốn thì nó nhỏ nhỏ mà ở bên kia nó lớn hơn. Ta đập ra thì cái nhân nó nằm ở trong này đó. Khi dùng chúng ta xào cho nó cháy cháy cái vỏ một chút thì rồi chúng ta bóc bỏ đi, lấy cái ruột nó dùng, không để được, tại vì để nó sẽ gây đầy chướng.
nó uống vô sẽ chướng bụng. Chúng ta sang cao lương khương, tức là riềng. Chúng ta dùng thân rễ của cây riềng, có tên hoặc là Ambinia officinarum, cây này cũng họ gừng Gingiberaceae. Cây này vị cây tính nhiệt nóng, quy kinh tùy vị. Nó cũng ôn trung tán hàn như những thằng khác, cũng chỉ thấm như vậy, cũng chưa đâu giờ dày da lạnh ha, rồi kèm theo nôn mửa là da lạnh nhiều á, kích thích tiêu hóa, ăn uống không tiêu lạnh bụng đó, đầy bụng chậm tiêu không vâng, nó cũng giải độc thức ăn, chính vì vậy nó hay dùng kèm với những cái gì mà lạnh lẽo thì người ta hay dùng nó, thịt sống đồ này khác người ta phải có cái này ta kèm theo để mà giữ được, à. Khi ăn chúng ta sẽ không bị đau bụng. À. Nem chua có chút riềng, ta có mùi riềng vân vân, rồi tiêu đồ nhiều vô để ăn nó không bị lạnh bụng đâu, à, nó tiêu hóa, nó tiêu độc. Thì những cái thuốc mà nó nhiệt này thì những người âm hư hóa hưởng không dùng, âm hư hóa vượng chúng ta không dùng. Cái riềng này thì tôi nói rồi, à, nó cũng to con so với gừng thì nó to sẽ sát hơn nhiều và nó sống khỏe hơn. Nếu mà trồng bên cạnh gừng nó lắm gừng chết hết, gừng không phát triển được. Nhưng mà nếu như anh riềng này mà vô phúc mà chạm phải anh thảo quả, anh thảo quả anh lắm cũng chết tươi, thảo quả nó khỏe. Thì riềng cũng là một trong những cây nó có cái sức sống rất mạnh. Đây là cái thân rễ nó còn non các bạn, thân rễ này còn khá non, thân rễ nó già nó chắc hả. Riềng này thì hầu như rất nhiều người biết, tại vì nó là điển hình này, ăn thịt chó phải có riềng. Chúng sang cái vị nữa là ngô thù du. Chúng ta dùng quả chín cây ngô thù du đem phơi khô đi, chúng ta được cái vị thuốc ngô thù du. Tên học là Evodia rutacaba, thằng này họ cam rutacea. Đây là một cây nhớ cao khoảng 5-7 mét, đọc ở vùng rừng núi á, ít đồng bằng không có cây này. Quả của nó rất bé, bé tí, nó hỏi là cam nhưng quả bé, nhưng bé các bạn thấy nó có những cái muối như muối muối muối. Thằng này cây đánh tính ôn, nó quy kinh tỳ vị can thận. Nó còn cửa hàng chỉ thống, nó dán ngạch chỉ ẩu, thằng này nó trị nôn mửa là hay nhất, nôn mửa da lạnh là thằng này hay nhất. Tỳ vị hư hàn là nôn mửa, ăn không tiêu cứ nôn mửa ra vâng, thì nó rất hay. Bên ngoài chúng ta có thể dùng nó để trị ngứa ngáy, thường là nấu lấy nước tắm để trị ngứa ngoài da. Chúng ta lấy nước chúng ta xác nấu đặc là bôi xoa để trị ngứa. Những người huyết hư, huyết nhiệt quá, phụ nữ có thai là không dùng. Nói chung những cái vị thuốc mà tính nhiệt với đại nhiệt đồ, nói chung không nên dùng cho phụ nữ có thai, nhiệt quá nó bức thai ra. Cái ngô thù du các bạn thấy quá nó rất nhỏ nhưng nó ra từng chùm nhiều lắm. Khi phơi khô nó hơi dẹp dẹp nhỏ nhỏ, lỗn nhỗn nhỏ tí xíu bằng 1/3 hạt tiêu thôi, nhỏ vậy đó. Mùi thơm hắc, thơm rất mạnh. Khi phơi khô rồi nó có cái mùi xám xám đen đen này. Thằng này ôn kinh nó cũng rất tốt. Còn có một kinh nghiệm người ta dùng nữa là các bạn máy bột này. Rồi những người cao huyết áp mà da thận, cao huyết áp tối chúng ta ngủ người ta đắp vào trường gan bằng chân các bạn, và việc dũng tiền ở chỗ lớn nhất ở lòng bằng chân. Ta làm như thế này nè, ta lấy cái bột đó, ta lấy một thìa cà phê bột á, ta cho vào cái chén hay cái bát gì đó hả, ta đổ một chút xíu rượu rồi ta khuấy, ta đun lên. Khi mà đun lên thì tự nhiên nó dẻo quánh à, nó không dính vào bát vào rồi hết trơn, rất hay. Ta lấy cái thìa ta múc ra, à, ta cho vào cái băng thun á, à, băng thun có móc á các bạn, cho vào ta ấn vào chỗ huyệt dũng tiền, ta quấn sơ lại, quấn nhẹ nhàng lại, ngủ.
Những người nào mà tối ngủ mà cứ thấy lạnh chân, rồi khó ngủ, trằn trọc khó ngủ, huyết áp độ cao, đắp vô nó đêm nó ấm ngủ ngon vô cùng. Nam tả nữ hữu có nghĩa là đàn ông chúng ta đắp vào cái chân chân trái, đàn bà đắp vào chân phải thì nó hạ áp ổn định cả, rất là hay. Trong nhóm thuốc này thì rất có rất nhiều vị thuốc, ở đây chúng ta chỉ giới thiệu một vài vị thuốc điển hình thôi, không giới thiệu hết được phải không các bạn. Ở trong tài liệu chúng ta còn có nhiều để tham khảo thêm. Bây giờ chúng ta sang cái nhóm nhỏ là nhóm hội dương cứu nghịch. Ta hồi nãy ta nói rồi, nhóm này chỉ có hai vị duy nhất thôi. Đó là nhóm hội dương cứu nghịch. Đây trường hợp âm dương nè, trị tim mạch nè. Để nhắc lại một lần nữa thì chúng ta đã, tôi đã nói với các bạn rất nhiều rồi, chúng ta có hai cái khái niệm là khí và dương. Khí là một phần của dương, nó thuộc về dương, nó như là nó là một phần của dương. Cho nên khi khí hư là nó hư một bộ phận của dương thôi, chưa phải là dương hư. Nó hư còn năm chưa sâu, nhưng mà khi chúng ta nói dương hư là nó hư toàn diện, toàn bộ cái phần mà năng lượng, công năng hoạt động cơ thể chúng ta. Còn chúng ta nói khí hư là chỉ hư một bộ phận, hư còn đông. Dương hư là hư sâu hơn, toàn bộ cái phần dương là nó. Thế biểu hiện lâm sàng như thế nào để chúng ta biết khí hư hay dương hư? Khí hư là cái công năng hoạt động nó kém đi, cho nên người nó ế ói mệt mỏi, không có sức, lừ đừ, không muốn hoạt động, đặt đâu ngồi đó, đủ rùi không bay, nói không ra hơi, đoạn hơi thở dốc vân vân. Đó là khí hư, đúng không? Khí là công năng hoạt động mà, nên khí hư là như vậy đó. Là không muốn hoạt động, người không hưng phấn, không vui vẻ, người cứ lừ đừ như ông từ vào đền thôi. Nhưng mà nếu chúng ta xử lý được sớm, ta bổ dương được, ta hồi phục lại các cái chức năng hoạt động cơ thể vân vân thì không nói. Nhưng nếu chúng ta cứ để khí hư, cứ để đại đá vân vân thì dần dần khí nó hư nhiều, nó mức bắt đầu nó dương, tên dương hư. Và biểu hiện đầu tiên để phát hiện ra là nó đã qua cái phạm vi khí hư rồi, bắt đầu đến dương hư, đó là tay chân bắt đầu lạnh. Những người không hoạt động ế ói thì vân vân, khí hư thì mặc kệ, chưa nói gì hết. Nhưng mà khi bắt đầu thấy xuất hiện cái hiện tượng tay chân lạnh nhất, lạnh lẽo, đó là dương hư, có nghĩa là bắt đầu suy tim. Nếu nói mặt tay thì bắt đầu hiện tượng suy tim, chân tay càng lạnh lẽo, môi miệng tím tái vân vân là càng suy tim, tức là dương nó càng hư. Đến khi mà nó hư đến mức mà còn một ít dương khí nó muốn thoát đi, ta gọi thoát dương, tức là trị tim mạch luôn. Trên khi suy tim cũng vậy, suy tim độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 là có thể là chết. Những trường hợp mà suy tim như thế này, Tây y nó hay gọi là dương hư này, Tây y nó hay gọi là suy tim thứ phát các bạn. Tức khi sinh ra thì bình thường, mấy anh đó là nhiều người từ trẻ đến lớn không có biểu hiện gì, bắt đầu lớn tuổi, thậm chí có người 20, có người 18 gì đó, bắt đầu nó có hiện tượng suy tim. Suy tim là cơ tim nó nhão ra, đúng không? Cơ tim là cơ vân các bạn. Tim là một cái cơ quan rất đặc biệt, nó hoạt động miệt mài nhất, việc đó hoạt động không ngừng nghỉ. Bắt đầu tuần thứ hai nó có tiếng tim thay, các nhà tim bắt đầu hoạt động đó, và nó hoạt động miệt mài cả đời anh. Nó mà ngừng thì đương nhiên chúng ta rồi, tôi nói nữa, nó đâu có quyền ngừng được, nó nghỉ được. Cơ quan nào ngừng nghỉ, nghỉ ngơi gì mà kệ đi, nó mà ngừng nghỉ thì rồi dây rồi, nó hoạt động miệt mài đấy. Nhưng mà cơ vân được cái là nó là có cái trương lực rất khỏe, nó là cơ khỏe nhất trong cơ thể chúng ta. Cho nên nếu các bạn ăn thịt heo chẳng hạn, ăn tim chúng ta thấy cái thớ nó chắc
đúng không, nó không, không giá là giống như các cái thịt nạc khác ở các cái cơ quan khác mà tim nó rất là chắc đó, cho nên nó hoạt động được như vậy. Nhưng những người vì cái lực cơ bắt đầu nó yếu không, có khả năng do thiếu năng tuần hoàn mạch vành gì đó, nó dẫn đến nuôi dưỡng tim không tốt, cơ tim nó suy yếu dần dần bắt đầu giãn ra. Nó giãn thì nó giãn ra thì tim nó sẽ to ra, cho nên khi những người mà suy tim thường chụp lên hình ảnh các bạn thấy tim nó to, mà khi giãn ra vậy thì các cái van mà hồi trước nó đóng ở các, đóng ở các cái lỗ van hai lá, van ba lá vân, cơ tim nó nhão ra đừng nên xe hở à, đóng không kín nữa và hở van lung tung và bắt đầu rối loạn huyết động, rồi dần dần nó sẽ dẫn đến tử vong. Trường hợp mà suy tim thứ phát đó thì thường phải chỉ bằng cách là thay tim các bạn, không có cái gì. Bên Tây thì hầu như là ảnh trị các thuốc cứ kéo dài rồi ra chơi chứ không có làm gì được. Trường hợp này chúng ta mới nói chuyện dùng thuốc bổ dương các bạn. À, bổ dương là bổ ở trường hợp đó. Chứ không phải bổ dương là bổ thận dương. Thì đương nhiên hai anh này, Nhục Quế và Phụ Tử này là hai anh số 1 rồi trong cái lĩnh vực thuốc đó. Trường hợp này ở bên Tây Y chỉ có suy tim dần dần quá đi thì thầy kiếm được cái tim là đó, thay tim chứ không có, ảnh điều trị không có được, không ổn được. Anh hay nhất là bệnh tim bẩm sinh. Tôi sinh ra nó có dị tật, ví dụ nó hở van là do nó bị dị tật. Cái van tim nó bị co lại, bị sơ vặn vặn. Anh thay cái van tim khác vô. Đó. Suy tim bẩm sinh thì anh Tây hay lắm, anh mổ sẽ anh thay thế ông Văn hay, nhưng mà tim thứ phát này là anh thua luôn. Thì tim thứ phát là cái lĩnh vực của đông y chúng ta, cho nên các bạn khi mà các bạn học cái nghề của chúng này rồi đó, các bạn ra các bạn có thể chọn được nhiều lĩnh vực khác nhau, đừng có bệnh gì cũng chữa, bệnh gì cũng chữa thuốc hết. Thần y không phải, chúng ta không phải là thần y, chúng ta không thể là thần y, chúng ta con người bình thường mà cái y học nó mênh mông, chúng ta chỉ có thể chọn một lĩnh vực nào chúng ta am hiểu nhất nè, có kinh nghiệm nè, được thừa kế là gì đó, được gia truyền gì đó, chúng ta đi theo một lĩnh vực nhỏ thôi. Các bạn có thể chỉ chuyên về chăm cứu cũng rất tốt à, chuyên về xoa bóp bấm huyệt cũng đều rất tốt à. Hoặc là các bạn dùng thuốc nhưng chuyên về cơ xương khớp thôi, thần kinh thôi, các bạn chuyên cái thuốc về phụ khoa thôi, chuyên môn chữa các bệnh phụ nữ rối loạn kinh nguyệt để tiêu sinh sản nào không, và chúng ta đi sâu vào. Các bạn thấy bên Tây Y không, chúng ta đã học tới 6-7 năm bác sĩ rồi, đương nhiên là bác sĩ là cũng học phổ thông cũng thuộc là giỏi rồi, không vô học 6-7 năm chung hết đa khoa vậy, rồi họ học thêm về chuyên khoa, chuyên một khoa nào thôi, nội ngoại sáng nhi nhiễm đó họ chuyên một khoa, rồi họ làm luận án học thêm là thạc sĩ 3 năm chuyên vào cái đó nữa, rồi trong số đó họ chuyên cái sáng khoa nhưng mà họ chuyên ngoại sản thôi, chuyên về mổ xẻ về cho phụ nữ khi sinh đẻ rồi thôi, ta gọi ngoại sản à. Họ làm cái luận án tiến sĩ 2 năm nữa và chuyên về ngoại sản nữa, cho nên về họ rất là tin đúng không, họ chỉ cần biết cái bệnh đó thôi, cái lĩnh vực đó thôi, cái lĩnh vực khác họ không có chữa lung tung à. Còn ta thì chưa học được bao nhiêu, nhiều anh thầy là sinh ra là bệnh gì cũng chưa được, kể cả ung thư là chưa tuốt luốc hết, làm sao năng lực nào như thế được. Cho nên chúng ta cần đi sâu những cái lĩnh vực mà Tây Y nó gần như bó tay, ví dụ như trường hợp vừa rồi tôi nói, hoặc là các bệnh về cơ xương khớp Tây Y cũng gần như là vô vọng, vô phương, thì đồng y rất hay. Tôi thí dụ các bạn một trường hợp tôi vừa gặp đây này, để các bạn thấy là đồng y Tây Y nó khác nhau nào, và chúng ta tại sao chúng ta chọn những cái lĩnh vực để chúng ta đi sâu. Vì lĩnh vực ta là bệnh viện Tây Y là gần như là họ chạy 5-7 nơi rồi cũng vô phương, là một cái người bị tắc tiếng, mất tiếng,
nói ra hơi khảo khảo, không có tiếng tâm gì hết. Họ đi 6-7 bệnh viện, kể bệnh viện đi đại học y dược gì vân vân đủ hết, chả khỏi gì cả, các cải thiện không đáng kể đó. Thì khi mà gặp tôi phân tích như này, nếu như các bạn bị viêm thanh quản, thanh quản chúng ta có là cái dây dây thanh đó, nó mỏng manh, chúng ta nói cái hơi phổi đưa ra nó làm cho cái thanh quản chúng ta rung và phát ra tiếng nói đó. Nếu như dây thanh quản chúng ta bình thường, hơi phát ra bình thường, thì tiếng nói chúng ta sang sảng, rõ ràng, trong trẻo, đúng không? Người nghe dễ dàng đó. Nhưng nếu như dây thanh quản nó dày, đã to ra, nó rung không được, hoặc rung rất yếu, thì tiếng nó sẽ không có, nó khàn khàn. Thì trường hợp mà chúng ta viêm thanh quản á, sẽ là trường hợp như vậy. Dây thanh quản giống dây đàn các bạn, từ dây mí rất nhỏ thành dây xì rất lớn, dây rè vân vân, thành dây cây đàn guitar các bạn, thì nó làm sao rung được nữa. Trên trường hợp viêm thanh quản phù nè, cái gì các bạn đang nói gì? Em nói cây đàn có 6 dây, mỗi lời dây có mỗi lời tông. Thì dây nó nhỏ, tiếng nó thanh, nó ra dạ, tiếng. Thí dụ như vậy mà. Dạ. Dây thanh quản ra mà nếu không bị phù nề, không bị viêm á, thì nó thanh mảnh, nó rung ra tiếng nói rõ ràng, mạch lạc. Nhưng khi nó phù, nó nằm một cục đó thì hơi nào mà đẩy cho nó rung lên được, đúng không? Cho nên không có tiếng nữa. Thì trong trường hợp viêm thanh quản sẽ xảy ra như thế đó. Viêm thanh quản thường thường là chúng ta cũng hay nhiều người bị lắm các bạn. Thí dụ những người nói nhiều nè, rồi viêm họng hạt mãn tính, rồi viêm amidan, rồi nó dễ vi khuẩn, nó dễ thâm nhập luôn vào thanh quản, nó làm cho thanh quản ta bị viêm phù nề, đỏ lên, sưng lên thì hết tiếng luôn đó. Nhưng mà nếu viêm thanh quản như vậy thì bên Tây y nó xử lý nhanh, tại vì kháng sinh đủ loại kháng sinh mạnh chuyên trị hầu họng amidan gì đó, mà anh đi 5-7 bệnh viện chứng tỏ rằng không phải là viêm thanh quản, chẳng mất tiếng, đúng không? Đó. Chúng ta phải ta nghe bệnh tật để chúng ta phán đoán, chứng tỏ là bà này không phải nằm trong trường hợp thứ nhất này, tức là viêm thanh quản này. Vì viêm thanh quản đi 5-6 bệnh viện sao nó không xử lý được, trời ơi, chỉ cần đi một bệnh viện nó xử lý ngay hết ngay, chứng tỏ bà không phải viêm thanh quản là chính đó. Mà còn một trường hợp thứ hai vẫn mất tiếng nữa là cái ho, cái phế khí chúng ta kém suy, phế khí nó hư quá, cái ho không đủ để làm cho thanh quản rung. Các bạn thấy cái mấy anh chàng anh bán kẹo kéo rồi anh cứ bóp cái kèn, các bạn nó có một cái cục cao su, cái túi cái bóp cao su ra sau này bóp phát là hơi đẩy mạnh qua cái lưỡi gà rung lên kêu Bây giờ chúng ta tưởng tượng rằng cái bóp cao su này bị thủng, chúng ta chung chập cái thủng hết này, hơi bóp ra nó phịt ra, hơi nó không ra được, cái nó không làm rung được thanh quản, đúng không? Cái lưỡi gà ra bóp không có tiếng kêu, đúng không? Như vậy cái nguyên nhân thứ hai là cái phế khí quá kém, cái hơi không đủ để mà làm cho rung thanh quản cũng mất tiếng, và đây mới là cái chỗ mà thằng Tây không xử lý được đó. Nó cứ vô bệnh viện mà nói mất tiếng là viêm thanh quản, uống kháng sinh đủ thứ rồi, kháng viêm gì đó chứ không có làm gì được. Điều trị lòng vòng 5-7 bệnh viện không khỏi gọi là xong. Cái thứ hai này mới là lĩnh vực của đông y chúng ta. Cái hơi mà ở phổi nó đưa ra ít quá, đoạn hơi ngắn, thì đương nhiên tiếng nói nó cũng không thể nào phát ra được. Nó cứ khào nghe học khào. Đó. Giờ chúng ta nắm bắt cái đó, chúng ta xử lý là ok liền. Ta bổ phế khí, đúng không? Tăng phế khí. Rồi thu liễm phế khí, ngũ vị rồi vô. Hả? Tiếng nói nó sẽ trong trẻo ngay. Đó. Cho nên, để mà đi theo con đường này các bạn, các bạn có gắng chọn lấy một cái lĩnh vực nào đó, thứ nhất là những lĩnh vực mà Tây y nó không xử lý được, nhiều khi rất đơn giản nó xử lý không được các bạn. Như tôi vừa tôi nói, bộ phế khí năm y chúng ta đâu có gì khó đâu, rất dễ, bộ khí bao nhiêu thứ, đúng không? Sâm kỳ trục phục linh cam thảo đủ hết, rồi thu liễm lại phế khí nhưng ngũ vị là thu liễm phế khí, chúng ta dùng vô là hiệu quả liền. Mà trường hợp đó là thuộc tạng hàn, cho nên chúng ta dùng thêm. Thì cái riền khô nó dùng trong trường hợp đó cũng rất hay. Trường hợp này hay xảy ra với những cái nhân sự này nè. Uống bia rượu rồi nhiều quá, uống bia rồi nhiều, lạnh lẽo, làm cho phế khí hư, dần dần. Ta dùng cái thang lục quân, da ngũ vị để nó thu liễm phế khí, da lên cao liên khương, riền khô rồi làm ấm phổi, ấm đồ.
tự nhiên hết. Để nói kinh nghiệm đó để chúng ta biết rằng là Đông y cũng như Tây y nó có sở trường và sở đoán của nó. Anh nào cũng vậy, giống như võ ta võ tàu có sở trường sở đoán. Chúng ta phát huy sở trường, hạn chế sở đoán đi, đừng chê bai lẫn nhau. Mấy anh bác sĩ mà nghe tôi nói này là anh coi như mình anh này nói lung tung, cho Đông y biết cái gì. Không phải, chúng ta không chịu phối hợp vì chúng ta không có đủ kiến thức về hai mặt. Các bác sĩ bây giờ nói anh Đông y là nó anh có biết gì đâu, cho anh đâu có tin tưởng gì đâu. Còn nhiều ông lăng già thì lại báo thủ, cứ cho rằng mình hay, Tây y nó không hay. Không phải, mỗi anh đều có sở trường, chúng ta phải biết kết hợp. Cho nên cái đường lối của Đảng người ta đưa ra câu rất hay, tức là chúng ta kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, tạo thành một cái nền y học dân tộc, vừa tính khoa học vừa tính đại chúng. Đó, câu chữ nó rất hay đó các bạn. Tần Nhật Quế này là một trong những cái vị thuốc rất là lâu đời, nhiều người ta biết rất lâu. Ta dùng vỏ thân của cây quế, ở đây người ta nói quế thanh là chính, tức là Cinnamon Lavari, nhưng thực ra cái quế phổ thông nhất ở Việt Nam ta lại là cái loài Cinnamon Cassia thuộc họ Long Mão là Rassia. Thường khi thu cây quế, chúng ta cưa cây quế ra, chúng ta bỏ ít vỏ phần dưới gốc, bỏ đi ít, lấy đó để mấy làm hương được thôi. Vì cái phần vỏ dưới gốc cái hàm lượng tinh dầu rất thấp, ta dùng lại cách bỏ là khoảng 10-15 cm ở phía gốc, ta lấy từ đó trở lên. Ở những cây quế trồng ít nhất là được 5 năm đến 7 năm là tốt, nhiều quá thì nó cũng không phải là tốt, 7 năm là tốt nhất. Ta khi ta bắt về, ta nạo bớt một ít cái lớp bằng bên ngoài, nó có bám râm riêu đồ này khác, móc nắm móc đồ, ta nạo bớt ít, vì cái lớp đó là chỉ là lớp bẩn thì không có tác dụng gì, không có tinh dầu đó, ta nạo một chút thôi, ít ít. Rồi chúng ta phải ủ khoảng 4 ngày, đến khi trong lằn bên trong của cái vỏ quế này nó muốn lên, nó bắt đầu lên móc, rồi chúng ta đem phơi sấy khô. Có thể chúng ta rửa sạch rồi bắt đầu đem phơi sấy khô. Tại vì nếu chúng ta không ủ như vậy á, thì hàm lượng tinh dầu sẽ rất thấp. Vì trong cây tinh dầu nó kết hợp với tannin và thành một hợp chất khó bị hơi ra. Sau khi ủ thì men nó lên, nó phân thủy phân ra, nó giải phóng tinh dầu tự do. Cho khi sau khi ủ rồi chúng ta thấy cái mùi nó nồng nàn lên liền. Cái quế cho chúng ta nhiều thứ ha, chúng ta đã học nó là ở cái quế chi rồi đúng không? Cây này chúng ta đã học nó ở cái vị quế chi. Cành thì chúng ta làm vị thuốc quế chi. Bây giờ ta gom hết lá hết đồ lại, ta ép ta cất tinh dầu. Cành vụn đồ gỗ thân của đồ ta mấy thành bột hết để ta làm bột hương. Tại vì khi nó cháy lên nó cũng có mùi thơm. Cái hương từ quế này nó vẫn tốt hơn là cái hương từ bờ lờ đồ hả. Cho nên cái quế này nó lợi hại lắm. Thằng này tính đại nhiệt, nó cũng nằm trong nhóm thuốc hồi dương cứu nghịch, nhưng công năng chính của nó lại là bổ mệnh bông hoa các bạn, tức là bổ thận dương, đúng không? Bổ mệnh bông hoa. Nó vì cây ngọt đến là đại nhiệt, quy kinh can thận. Thằng này quy kinh can thận, chủ lực của nó là bổ mệnh bông hoa, tức là bổ thận dương. Như vậy những người nào mệnh môn hóa suy thì dùng nó rất là hay. Mệnh môn hóa suy nó biểu hiện mấy triệu chứng này: lưng lạnh lẽo, lưng gối là lạnh lẽo dữ, xương cốt là đau nhức rã rời, vậy thận chủ cốt hả, thận dương nó hư, rồi đương nhiên là yếu sinh lý. Còn có một bệnh nữa mà khi mệnh môn hóa suy nó sẽ biểu hiện ra, đó là cái ỉa chảy về sáng, ta gọi là bệnh ngủ canh tả các bạn. Ngủ canh tới canh năm mà mờ sáng, đặc biệt hay gặp ở những người già mệnh môn hóa suy quá, tức thận dương nó yếu quá. Cái buổi sáng 4-5 giờ sáng là dậy bắt đầu phải đi lẹt phẹt đi lắm 2-3 lần mới hết. Tại vì cái mệnh môn hóa
tức là thận dương ở dưới á, nó như lò lửa, chân tỳ vị ở trên. À, lửa dưới yếu thì cơm trên nó sống, đúng không? Cho nên bệnh môn hóa suy quá là tỳ vị lạnh lẽo luôn. À, ăn uống là không tiêu, gì chảy rồi vân vân. Đó, trường hợp đó chúng ta dùng chỉ cần quế không hay nghe, không cần gia giảm về gì hết. Những cái ông già đó cứ sáng sáng mà sáng 4-5 giờ sáng dậy dễ lặng dễ chảy lung tung á, chỉ cần uống bột quế không là ok liền, làm cho thận nó ấm lại hả, nó chưng được, tức là nó lửa nó hừng lên, nó nóng lên thì cơm trên nó chín, tại cái gì thế, nguyên tắc là như vậy. Cho thằng này bố mệnh môn hỏa là chính ha, tức là bố thận dương á, nó kiện tỳ, kiện tỳ theo cái phương án mà tôi trình bày đó, nó trợ dương ha, cứu nghịch đó, nó còn tham gia với phụ tử vào trong các bài thuốc mà cứu nghịch, tức là hồi dương, vì nó trợ dương thôi, các bạn thấy không? Nó bổ mệnh môn hóa thế nhưng nó trợ dương chứ không phải là bổ dương, cho nên bổ dương phải nói là thằng phụ tử. Thằng này chỉ vào can thận là cái nó phải bổ vào cái hóa của ở tâm, nó không vào tâm, cho nên nó không phải là cái thằng bổ dương thực sự, nó là trợ dương, nhưng vì tính nó đại nhiệt cho nên tham gia cùng phụ tử để nó cứu nghịch, tức trường hợp phân dương thoát dương mà chúng ta vừa nói. Trước cơn đặc biệt của nó hay nhất là các cơn đau bụng da lạnh rồi, đau quằn quại, đau bụng rồi da lạnh, rồi viêm thận mãn tính, dần dần làm cho thận nó hư, hoặc là phụ nữ người già da thận dương hư thôi, thì dùng thằng này gần như số 1. Nó cầm máu, trong trường hợp mà lạnh lẽo quá nó bứt huyết ra, khi mà máu ra mà do hàn chúng ta thấy cái màu máu thâm đen, nhiều khi nó đấm cục, đó là xuất huyết do hàn. Còn xuất huyết do nhiệt gì, màu máu đó rực, đó thắng, máu thì có vẻ loãng, chảy rào rào, chảy nhiều, màu đó rực, mà thường do xuất huyết nó bức, nhiệt nó bức huyết này. Còn xuất huyết do hàn là máu nó ra rỉ rả, nhiều khi ra nó muốn đóng cục, màu sắc nó tả đen. Thì đó là do hàn, chúng ta chú ý. Thì trường hợp này đương nhiên xuất huyết là do hàn thì chúng ta mới dùng thằng này. Cầm máu trường hợp đó đó, đại tiện ra máu đương nhiên là ra máu ở vùng trên nó mới đại tiện ra máu do hàn, như xuất huyết dạ dày rồi. Khi mà máu ra mà màu đen màu thẫm rồi đó, thì các bạn chú ý là nếu như máu chúng ta đi cầu ra máu đen thui, đen chứng tỏ là xuất huyết ở vùng cao từ dạ dày nó xuống, cho khi ra nó bầm đen rồi. Còn nếu mà máu ra đỏ hoảng chứng tỏ nó xuất huyết ở vùng đại tràng gần hậu môn, nó ra nó mới còn đỏ như vậy chứ. Nếu xuất huyết cao trên này nó qua một quá trình qua hết đường ruột nó mới ra, làm sao nó còn đỏ được tươi được nữa, đúng không? Cho nên là xuất huyết đây là phải là nó gọi xuất huyết đường tiêu hóa, đại tiện ra máu, nhưng máu đại thường là máu đen, máu bầm rồi, tức là xuất huyết ở vùng trên, vùng dạ dày rồi. Thì nếu mà ra máu đỏ thì không dùng nó được. Hạt băng huyết do hàn gây khí trệ làm băng, hoặc là huyết ngưng, tức là tụ máu bầm tím rồi đó. Tự nhiên trong cái thịt chúng ta thấy cái cục tím bầm trong đó, đó là do huyết nó ứ trệ. Huyết mà nó ứ nó đau rất dữ lắm, đau dữ dội. Thì thằng này nó trong trường hợp huyết ngưng rồi đó, dùng rất hay. Đương nhiên nó cũng giống như những vị thuốc khác, vì tính đại nhiệt cho người âm hư hỏa vượng thì không dùng rồi. Dùng vô là nó nóng nảy phát điên cuồng. Hiện giờ Quế thì chúng ta có 3 vùng mà như tôi nói ở phần trước các bạn. Cái vùng Yên Bái, Lào Cai, Quế cũng rất tốt. Cái vùng Thanh Hóa là cũng rất tốt. Và vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi thì Quế cũng là số 1. Quế chúng ta là diện xuất khẩu được nhiều nước lắm đó, và được thế giới công nhận là một trong những loài quế tốt của thế giới đó. Đương nhiên cái loài quế tốt là chúng ta ít gặp, nó xuất khẩu hết là giá thành đắt. Còn chúng ta ra ngoài hiệu thuốc bắc mua giá rẻ rẻ đều là những cái quế loại 2, loại 3 rồi không hả? Ít cái quế loại 1 lắm. Cái thời mà chúng ta, hồi những năm trước, năm 90 khi mà tôi còn đi điều tra cây thuốc cho các cái vùng miền Trung các bạn,
đi qua Trà Bồng, Trà My, Quảng Nam, Trà Bồng, Quảng Ngãi đâu. Có những cây quế chúng ta lọt, nó lột ra nó dày hơn 1 cm, cái vỏ dày vậy đó, nó còn tươi vậy mà tôi bóp mạnh nó ứa dầu, ứa tinh dầu rồi. Cho ngày xưa cái quế này là một trong những loại quý, tôi nói tứ quý mà đúng không? Thậm chí những cái nhà mà quyền quý là người ta mới có được cái quế tốt đó, ta để dành để khi có gì ta mài, ta mài khu chén các bạn với nước đó. Cho chút nước vô người ta mài, mài như mài mật tàu, mài ra nước nó đục như sữa, tại tinh dầu nó tạo ra nhũ tương đục như sữa, nghĩa là hàm lượng tinh dầu rất cao. Uống chút cho vô là bụng lạnh đau quằn quại cỡ gì là ấm lại ngay, hết đau liền. Còn bây giờ chúng ta ít khi gặp được cái quế lắm hả, chẳng qua chúng ta gặp cái quế loại thường thường. Rồi vị thứ hai nằm trong nhóm thuốc hồi dương của ngạch này chính là phụ tử. Thầy ơi, có thầy gì? Ơi, cho em hỏi xíu cái uống bột quế mình gia giảm như thế nào khi mà uống hàng ngày để bổ dương đó thầy? Không, uống hàng ngày nó nóng, nó táo bón làm sao, tùy theo người chứ. Nếu mà người mà tôi nói là mệnh môn hóa suy á, những người già mà lưng đau rồi lạnh lẽo rồi nhiều đó, rồi cái dễ chảy về sáng rồi vân á thì mới uống, có thể uống hàng ngày nhưng mà không chỉ uống chứ 15-20 ngày khi nó êm thì thôi, chứ uống nhiều quá nó táo bón vì nó nhiệt nóng mà. Dạ. Đó. Nhưng mà cách pha như thế nào để cho uống không cần cách pha đó, cứ mấy bột thôi, nạo bỏ bớt cái lớp vỏ bằng bên ngoài, nó sần sùi ở bên bề mặt của nó đúng không, nạo bớt đi. Dạ. Rồi đập vụn ra đem ra, nó mấy bột thôi, mấy mịn ra rồi uống. Uống thì chúng ta chỉ cần chế là thôi, để nguội à, chế là rồi khuấy lên uống cho đỡ sạch thôi, chứ nếu uống bột luôn luôn vào miệng cũng được. Còn nếu người nào mà thấy khó uống thì cho chút mật ong vô tạo thành như cái viên tể vậy uống cũng được. Uống như nước trà được không thầy? Uống bên ơi, rồi uống nước trà vô chút cũng được hết. À, yeah, uống nó hay lắm. Những người này, người ta ăn luôn, người ta nhai luôn cái vỏ, người ta khỏi cần khuấy ra được không thầy? Cũng được, à, cũng được, nhưng mà nó mệt hơn, mệt sức hơn, nhai cho hết được á. Tôi uống một thìa cà phê bột nó mà các bạn nhai cái vỏ thì một mảnh to này các bạn nhai cho hết là cũng muốn sức răng như vậy. Nhất là bắt mấy ông già răng rụng rồi bắt nhai bột vỏ là được. Thường hay gặp ở người già, bệnh môn hóa suy thường là gặp ở người già hơn. Thanh niên thì bệnh môn hóa lý gì suy được. Anh Thoại không có nhai như anh Thoại. Cái gì? Anh Thoại không có nhè, chỉ có nuốt thôi. Không có, uống nước trà, ngâm nước trà uống được rồi anh. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Dạ dạ. Ta phải làm bột uống nó dễ uống hơn thế thôi, chứ còn nhai cũng được cho trẻ em, nó thỉnh thoảng nó nhai đồ chơi chơi chút hà, hít hà cây cây á này. Dạ. Một chút đồ chơi thì được, chứ còn nhai nhiều nên hàng ngày sao mà nhai nổi. Vì thường bệnh môn hóa suy là gặp hay gặp ở người già lớn tuổi các bạn. Dạ. Tại vì sao mà người lớn tuổi lại bệnh môn hóa suy, thận suy là vì sao? Tại vì cả cuộc đời anh vận dụng cái đó ra để anh sử dụng, đúng không? Xài nhiều quá. Anh xài thì tùy người. Nếu anh xài nhiều quá thì nó suy nhiều, nó liệt dương rồi các thứ gì tinh lung tung. Còn anh xài chừng mực vừa phải điều độ thì nó cũng còn vững vàng, đến 70-80 tuổi nó mới suy dần dần đỡ hơn. Đó. Nó như kho tàng, tôi nói rồi mà. Kho tàng anh dùng nhiều quá thì kho tàng nhiều mấy cũng hư chứ. Thì thường thường những người già hay gặp. Mà những người già thì răng đầu nó sẽ yếu thận, mệnh môn hóa mà suy thì răng đổ rụng sớm nó chứ đâu có gì nữa. Mà bắt người ta nhai sao được. Thì những người đó mới hay gặp cái bệnh mà ngủ canh tá đó các bạn. Những ông già, nhiều khi hàng ngày ông lại đi cầu bón cơ. Nhưng cứ mờ sáng là đi cầu lắm, đi dễ lắm vậy. Mà lưng đồ lạnh, gói đồ lạnh, đau nhất trong xương nhiều. Đó là mệnh môn hóa suy thì thằng này số 1 luôn. Mà chuyên cái đó. Đương nhiên là người có, bây giờ chúng ta sang phụ tử. Phụ tử thì cây này tên là cây ô đầu các bạn. Cây này là cây ô đầu. Cây này ở cái vùng biên giới phía Bắc á, các tỉnh phía Bắc nó mọc cũng hoang cũng nhiều. Cũng có một số nơi ở trong. Ở vùng đó người ta gọi cái củ này là củ ấu tàu. Vì nó không tròn, nó góc cạnh tung tung như cái củ ấu chúng ta ăn ở đây. Đó. Nhưng nó nhỏ hơn. Người ta gọi là củ ấu tàu và nó cực độc, nó là vị thuốc độc nhất, độc hơn mã tiền nữa, và nó cùng với mã tiền là những cái thuốc mà bên Tây Y không có dám dùng uống gì hết, họ chỉ dùng để ngâm rượu xoa bóp đau nhất rồi vậy. Mã tiền cũng vậy, anh này cũng vậy,
họ không có cái thuốc nào mà uống từ hai loại này. Nhưng đồng ý chúng ta lại có cách chế biến để uống trong được. Như vậy nếu như cái củ ô đầu này còn sống, còn tươi hay phơi khô gì thì không bao giờ uống được, là phải chế biến. Đặc điểm của thằng này là cái thân rễ của nó là cái củ ở dưới đó. Nó có củ chính ta gọi là củ là ô đầu, nó là nảy ra nhiều cái củ con ta gọi là phụ tử. Củ con đó chúng ta mới đem chế biến được, còn cái củ chính thôi không chế biến gì hết. Người ta đem cái củ con đó người ta về ta cắt bỏ hết các cái rễ nhỏ rễ con đi, ta thái lát ra mỏng khoảng 1 mm thôi hả, thái thành lát như thế, rồi ta đem ta muối trong một cái an ha, an bằng sứ to, cứ một lớp phụ tử ta rải lên một lớp muối, nhưng muối đây là mà gọi là muối diêm sinh, tức là magie clarit chứ không phải là natri clarit. Cái muối lại là muối diêm sinh, tức là muối magie clarit. Ta cứ rải như thế cho đầy đến tạp, rồi ta ép chặt xuống, rồi ta bịt kín cái nắp lại ha, bịt kín cho không hở hơi ra. Ta đem ra phơi ra ngoài mưa mà nắng, cứ để ra ngoài trời vậy thôi, 6 tháng liền như vậy. Đến khi mà cái lớp magie clarit này chảy nước ra, nó bám chặt vào trong cái lớp phụ tử đó, bám chặt lên trên bề mặt trắng tinh này, ta gỡ ra ta gọi đó là diêm phụ. Diêm phụ này cũng chưa dùng được. Diêm phụ này người ta có hai phương pháp chế biến tiếp theo. Một là dùng nước sôi, ta cứ đun ta cho nước và đun sôi lên cho tan hết cái muối rồi đồng thời nó ra bớt hoạt chất đi, ta xả cái nước ra đi, ta cho nước mới vô chúng ta đun sôi, đến khi nào cái nước xả ra chúng ta nếm không còn thấy tê trên đầu lưỡi nữa là được đó. Nếu còn tê là thôi, vẫn còn nấu tiếp, xả tiếp cứ vậy. Nhiều khi rất nhiều lần, 90 lần như vậy nó bắt đầu nó hết tê rồi, đem phơi sấy khô chúng ta được bạch phụ. Còn nếu như chúng ta dùng nước đậu đen ta nấu, ta xả nhiều lần như vậy đến khi hết tê, thì lúc này chúng ta phơi khô, cái lát phụ tử chúng ta nó sẽ hơi đen đen, ta gọi đó là hắc phụ. Thì hắc phụ với bạch phụ mới được dùng để uống chất. Đó, các bạn chú ý. Đó là cách chế biến chung chung như vậy hả? Còn ở ngoài các tỉnh biên giới thì người ta có cái phương pháp chế biến quen rồi, chế thành hắc phụ bạch phụ để bán ngoài thị trường. Cho nên bây giờ chúng ta muốn dùng vị này, chúng ta ra hiệu thuốc bắc ta mua hắc phụ bạch phụ đó hả, và chúng ta dùng trong các thang thuốc đó, như là thang bát vị thì có thằng hắc phụ này. Thằng này vị cây ngọt, tính là đại nhiệt và nó vào hết 12 kinh. Các bạn nhớ hộ, tất cả các vị thuốc chúng ta chỉ vào 2-3 kinh, 3-4-5-6 kinh đó thôi. Chỉ có hai vị thuốc duy nhất vào cả 12 kinh, đó là cam thảo và phụ tử. Đó, các bạn nhớ hộ cho cái đó. Thằng này nó hồi dương cứu nghịch á, thằng này mới chính là cái vị thuốc mà gọi ta gọi hồi dương, hay là ta nói bổ dương cũng được. Thật sự, cái còn các cái vị thuốc mà bổ dương trong tài liệu nói đều là thuốc bổ thận dương, tức là trợ dương thôi. Thằng này chưa chứng đau vong dương, tức là dương nó muốn thoát đi á, tức là trị tim mạch á, mà ta đã nói nãy giờ rồi. Chữa các đau cân, đau vùng bụng da lạnh ha, đau da lạnh, đặc biệt là đau dạ dày da lạnh, đau thần kinh da lạnh, đau các khớp xương da lạnh vân vân. Tức khi mà trời lạnh nó đau nhức dữ dội á thì thằng này rất hay, phải có nó. Ta có thể dùng thang bát vị bổ thận để mà, tại vì các cái xương khớp là nó liên quan thận mà, thận làm chủ mà, để chúng ta gia giảm. Nhưng mà hay nhất là chúng ta có thang độc cột ký sinh. Và hôm nữa đến cái bài thuốc cổ phương chúng ta sẽ khảo sát. Cầm nghĩa chảy mãn tính, thường do tỳ vị hư hàn quá hả, cũng hay gặp ở người già, nó có cái chứng là nghĩa chảy mãn tính, cái gì đó, chảy hoài, uống thuốc gì nữa. Ví dụ thuốc tây chúng ta có những là loperamide đồ này khác hả, Smetta rồi vậy, uống chẳng qua nó cầm được chút đỉnh 1-2 ngày lại ý cháy này. Thì trường hợp đó chúng ta phải dùng thuốc, trong đó phải có phụ tử. Đương nhiên là người không hư hàn, tay chân không lạnh, dứt khoát tay chân chưa lạnh là chưa dùng phụ tử, các bạn nhớ hộ.
người mệt mỏi đau nhất cái gì đó thì đau nhất hả? Nhưng mà chân tay nó chưa lạnh lẽo thì chúng ta chưa nên dùng đâu. Rồi chúng ta tạm thời giải lao tí các bạn. Rồi chúng ta vô. Ta giải lao không đó, chúng ta vô. Dạ thầy. Chú Thổi có xài